Ở riêng ngoài của hệ mặt trời, những hành tinh đóng băng khổng lồ, sao Thiên Vương và Hải Vương là những thế giới khắc nghiệt, được bao phủ bằng một lớp khói. Những hành tinh ở phía ngoài này vẫn hỗn loạn và chứa nhiều điều bí ẩn. Sao Hải Vương là nơi gió thổi mạnh nhất trong hệ mặt trời. Chấm đen to trên bề mặt của nó xuất hiện và biến mất không báo trước. Những vệ tinh của sao Thiên Vương quay một vòng quanh nó trong thời gian ít hơn một ngày, và sự va chạm là tất yếu. Hành tinh ở rìa ngoài gây nhiều tranh cãi nhất đã không còn được công nhận là hành tinh nữa. Tại sao sao Diêm Vương lại bị hạ bệ? Người đàn ông làm điều đó sẽ giải thích với chúng ta khi chúng ta cùng nhau khám phá những hành tinh xa xôi. Khám phá vũ trụ, những hành tinh xa xôi. Hãy gặp người đàn ông đã hạ bệ sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương đã được biết đến trong một thời gian dài. Nhà thiên văn học của Học viện Caltech Mike Brown đã tái tạo lại sự chuyển động của các hành tinh và thay đổi thứ tự mà chúng ta đã thiết lập từ lâu đối với hệ mặt trời, giảm từ 9 xuống 8 hành tinh. Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy hối tiếc về điều đó. Không thể có chuyện sao Diêm Vương tồn tại được, nó đứng một mình như một quả cầu băng, nếu thế nó sẽ rơi xuống, và chắc chắn là như thế. Trong các hành tinh trong hệ mặt trời, sao Diêm Vương từ lâu đã được cho là hơi khác biệt so với những hành tinh khác. Kích thước nhỏ hơn rất nhiều các hành tinh khác, nhưng có vệ tinh lớn nhất trong tương quan với kích thước của nó. Ngoài ra, nó còn có quỹ đạo chuyển động nghiêng và lệch tâm. Quỹ đạo của nó có hình dạng giống như quả trứng, khiến nó có thể đến rất gần mặt trời và có thể chuyển động rất xa khỏi mặt trời. Chiếc la bàn vũ trụ này đã chỉ đường cho việc tìm kiếm các hành tinh trong nhiều thập kỷ. Hành tinh thứ 8, Hải Vương, được tìm ra vào năm 1846, và cuối thế kỷ đó, các nhà thiên văn học tin rằng có hành tinh thứ 9 ở nơi xa xôi nhất trong hệ mặt trời. Cuộc tìm kiếm sao Diêm Vương được khởi xướng bởi Percival Lowell ở đài thiên văn Lowell. Ông nghĩ rằng có hành tinh X bí ẩn nào đó chen vào giữa quỹ đạo chuyển động của Hải Vương và Thiên Vương. Nhưng ông đã chết trước khi tìm ra hành tinh đó. Người trợ lý của ông tại đài thiên văn, Clyde Tombaugh, tiếp tục cuộc tìm kiếm của họ. Vào năm 1930, ở tuổi 24, Tombaugh chụp được một hình ảnh của một vật thể có thể chứng minh suy đoán của Lowell là đúng. Khám phá đó được công bố với thế giới và vật thể đó được đặt cho cái tên chính thức, sao Diêm Vương. Nhưng Diêm Vương liệu có phải là hành tinh X bí ẩn đó? Một vài nhà khoa học cho rằng sao Diêm Vương quá nhỏ và không có đủ lực để ảnh hưởng đến quỹ đạo của hai hành tinh lân cận, sao Hải Vương và Thiên Vương. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra rằng không có hành tinh X như vậy. Nó đã được tính toán dựa trên những con số không chính xác về kích thước của sao Hải Vương. Mặc dù sao Diêm Vương không phải là hành tinh X đó, liệu nó có được coi là một hành tinh không? Từ hành tinh đầu tiên có nghĩa là lang thang trên bầu trời. Chúng là những thứ di chuyển xung quanh các ngôi sao. Với người Hy Lạp cổ đại, mặt trăng là một hành tinh, mặt trời là một hành tinh, còn trái đất thì không. Khi chúng ta phát hiện ra rằng trái đất thực chất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất, điều này đã thay đổi định nghĩa về một hành tinh. Trái đất là một hành tinh và mặt trời, mặt trăng đều không phải. Cuối cùng là có 6 hành tinh. Theo thời gian, người ta tìm ra sao Hải Vương, Thiên Vương, đó là hành tinh thứ 7, thứ 8. Mặc dù sau này được chứng minh là nhỏ hơn mặt trăng, nhưng ban đầu Diêm Vương được cho rằng có kích thước bằng sao Hỏa. Phát hiện của Tombaugh thông báo với thế giới về hành tinh thứ 9. Không ai thật sự để ý điều đó. Đó là một vật thể lạ, một quả cầu đứng đơn độc ở rìa ngoài của hệ mặt trời, nhưng không có tên gọi nào khác nên họ gọi nó là một hành tinh. Vì cách xa mặt trời, Diêm Vương được đặt tên theo vị trí thần trị vì âm phủ của người La Mã.
Tại điểm gần nhất, sao Diêm Vương cách trái đất 4 tỷ km. Đường kính của nó là 2.390 km, một nửa chiều rộng của nước Mỹ. Nó quay một vòng xung quanh mặt trời trong 248 năm theo giờ trái đất. Một ngày của nó tương ứng với 6,4 ngày trên trái đất. Và 68 kg trên trái đất chỉ nặng bằng 10 kg trên sao Diêm Vương. Những gì chúng ta biết về sao Diêm Vương là một minh chứng về những công nghệ tiên tiến ngay khi mà chúng ta nhìn thấy thứ này. Kể cả với chiếc kính thiên văn của Hubble, chúng ta chỉ nhìn thấy 4 ảnh điểm theo chiều rộng, có thể tổng cộng là 12 ảnh điểm. Thậm chí, kể cả điều đó, chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy có những phần đen như than và trắng như tuyết trên sao Diêm Vương. Kể cả ở khoảng cách xa như vậy, các nhà khoa học vẫn đo được thành phần cấu tạo của hành tinh này. Họ tin rằng khu vực có màu sáng ở đó được cấu tạo từ 3 loại khí. Một là khí CO2, hai là khí metan, khí tự nhiên của chúng ta, và ba là khí nitơ, khí chúng ta vẫn hít thở trong bầu khí quyển. Khu vực có màu tối có thể được cấu tạo từ những lớp đá đặc. Khu vực có màu tối gần như chắc chắn là một loại silicat. Loại silicat này khác với loại đá chúng ta thấy ở đây, có nghĩa là có cả silicat và oxy trong chúng. Chúng ta đang ở dãy núi Rocky ở công viên quốc gia Colorado, xung quanh có tuyết và đá, cũng giống như thứ chúng ta có thể thấy trên bề mặt của sao Diêm Vương. Một nhà du hành đến sao Diêm Vương có thể thấy, mặc dù được phủ bởi tuyết, sao Diêm Vương là một vùng đất rất tối. Khoảng cách từ nó đến mặt trời gấp 34 lần từ trái đất tới mặt trời. Điều đó có nghĩa là ánh sáng chạm đến bề mặt của sao Diêm Vương yếu hơn 1.000 lần so với ánh sáng trên trái đất. Nó sẽ sáng như bên ngoài trời vào ban đêm, dưới ngọn đèn đường mờ ảo. Bạn có thể đọc một quyển sách, bạn cũng có thể mang theo một chiếc đèn chiếu sáng. Sự cách xa mặt trời khiến sao Diêm Vương trở thành một trong những nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời, với nhiệt độ trung bình khoảng âm 230 độ C. Và vì kích thước nhỏ và tương quan giữa trọng lượng và khối lượng thấp, lực hấp dẫn của bề mặt sao Diêm Vương nhỏ hơn trên trái đất rất nhiều. Một việc bạn có thể làm dễ dàng trên sao Diêm Vương hơn ở dãy núi Rocky này là leo núi. Nếu bạn leo ở đây, lúc nào cũng thú vị rồi, nhưng trọng lực là một khó khăn. Nhưng trọng lực trên sao Diêm Vương chỉ bằng 1 phần 15 so với trên trái đất. Điều đó không có nghĩa là nếu bạn đang đứng trên mặt đất, bạn sẽ bị trôi đi. Nếu bạn đang leo núi và bị trượt xuống, nên có một chiếc dây để giữ mình lại. Vì thế, đừng để chiếc dây ở nhà. Các nhà khoa học rất muốn nghiên cứu bề mặt của sao Diêm Vương, vì ẩn trong những lớp đá là cả một chương lịch sử bí ẩn của hệ mặt trời. Sao Diêm Vương là một hành tinh tuyệt vời, đó là điều tôi thấy thú vị. Nó giống như một chiếc máy thời gian của hệ mặt trời, nó có thể cho chúng ta biết hệ mặt trời như thế nào khi nó được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Bề mặt của sao Diêm Vương lâu đời hơn bất cứ thứ gì khác trong hệ mặt trời. Nếu chúng ta tìm kiếm bất kỳ loại đá nào trên trái đất, loại đã có mặt trên trái đất trong khoảng thời gian tương tự, 4,5 tỷ năm, chúng ta sẽ không thể tìm thấy, bởi vì trái đất tái sinh với các lớp vật chất đó liên tục, những kiến tạo địa tầng làm nóng trời chúng, và sau đó núi lửa hoạt động, biến đổi những lớp vật chất đó và làm biến đổi bề mặt. Bề mặt trái đất trẻ hơn rất nhiều so với bề mặt của sao Diêm Vương. Những phiến đá chúng ta đang ngồi trên đã bị biến đổi do áp lực rất lớn ở trái đất, trong khi đá sao Diêm Vương vẫn còn nguyên thủy. Nguyên thủy nhưng không có nghĩa là nguyên vẹn. Sao Diêm Vương là một điều bí ẩn với nhiều vết lồi lõm do va chạm.
Những vết này là do các hành tinh nhỏ và các thiên thạch gây nên. Có những yếu tố của hệ mặt trời chưa bao giờ có mặt ở hành tinh này. Trên bề mặt của sao Diêm Vương không có khí quyển, không có các dòng sông băng hay gió, cũng không có mưa hay sự xói mòn đất. Và do đó, đặc điểm nổi bật nhất chúng ta có thể thấy là những vết lõm do va chạm. Bề mặt của sao Diêm Vương phải trải qua một sự biến đổi của quỹ đạo chuyển động của nó đến gần mặt trời. Ngoài hơi nóng, một vài khí đã đóng băng bốc hơi hình thành bầu khí quyển tạm thời. Khi sao Diêm Vương di chuyển xa dần khỏi mặt trăng, các khí đó đóng băng trở lại và rơi xuống bề mặt. Trong vòng hơn 75 năm, vật thể xa xôi và băng giá này vẫn được coi là hành tinh thứ 9. Vậy vì sao quả cầu tuyết bằng đá này gây nhiều tranh cãi đến vậy? Tại sao Diêm Vương bị loại khỏi nhóm các hành tinh thuộc hệ mặt trời? Đây là văn phòng làm việc yên tĩnh tại Học viện Caltech ở Pasadena, California. Đây là nơi đã chứng minh rằng sao Diêm Vương không phải là một hành tinh. Nhưng nhà thiên văn học Mike Brown chưa bao giờ cố gắng hạ bệ nó. Được trang bị kính viễn vọng 1,2 mét ở đài thiên văn Paloma, Mike hy vọng tìm thấy thế giới phía bên ngoài hành tinh xa nhất của hệ mặt trời. Vào năm 2005, anh tìm thấy một vật thể có kích thước lớn hơn sao Diêm Vương, có vệ tinh riêng của nó, cũng đang quay quanh mặt trời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vật thể to hơn sao Diêm Vương, tôi xem lại hình ảnh đã được chụp lại trước đó bằng kính viễn vọng trong ngày hôm đó, và tôi phát hiện ra vật thể to lớn này và các con số tính toán cho thấy nó lớn hơn sao Diêm Vương. Và việc đầu tiên tôi làm là nhấc máy điện thoại lên gọi cho vợ, nói rằng tôi vừa phát hiện ra một hành tinh. Thực ra sao Diêm Vương là một hành tinh và nó đã là như thế trong hơn 70 năm. Tại sao hành tinh mới được khám phá bởi Brown không thể được coi là một hành tinh chứ? Tôi đã nghĩ đó là hành tinh thứ 10. Trong thời gian rất dài, tôi vẫn miêu tả nó như thế, vì thế tôi chắc chắn rằng mình đã tìm ra hành tinh thứ 10. Nó có kích thước lớn hơn sao Diêm Vương 5% và có thể được hình thành bởi cùng một loại vật chất, bên trong là các lớp đá và bao phủ bên ngoài là băng và một lớp xương bao phủ. Có lúc có bầu khí quyển, có lúc không có. Rất giống với sao Diêm Vương, nó cũng có một vệ tinh xuất hiện khoảng 16 hoặc 17 ngày một lần. Sao Diêm Vương cũng có một vệ tinh, rất nhiều điểm giống nhau, khiến tôi nghĩ đó là hành tinh song sinh của Diêm Vương. Như kiểu một đứa bé trong cặp song sinh, ăn nhiều hơn một chút và to hơn đứa bé còn lại. Brown đặt tên cho vật thể đó là Gina, theo tên của một vị công chúa trong một tập phim truyền hình. Nhưng cuối cùng, cái tên được chọn lại là Eris, tên một vị thần chiến tranh của Hy Lạp. Cái tên cuối cùng lại khá phù hợp vì vật thể mới này đã gây ra một cơn chấn động trong cộng đồng các nhà thiên văn học. Đến lúc này, khái niệm hành tinh được đem ra tranh luận sôi nổi. Liệu Eris có thể chính thức trở thành một hành tinh hay những vật thể có kích thước giống như sao Diêm Vương được cân nhắc lại một cách cẩn thận? Câu hỏi này đã được đặt ra tại hội nghị năm 2006 của Hội đồng Thiên văn học quốc tế. Đó là một cuộc bỏ phiếu và khái niệm của hành tinh lần đầu được đem ra bàn luận. Những ai ủng hộ giải pháp 6A gọi vật thể này là bán hành tinh và sao Diêm Vương là một kiểu mẫu. Đề xuất của chúng tôi là cân nhắc lại sao Diêm Vương và những bán hành tinh giống nó lại thuộc về một kiểu đặc biệt. Chúng ta không quan tâm đến vị trí của sao Diêm Vương vì chúng ta đã biết thêm nhiều điều không hấp dẫn lắm về nó. Nhưng các nhà khoa học nói rằng họ đi đến quyết định như vậy vì những gì họ biết về Eris và những vật thể to lớn hơn ở vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper là một khu vực có chiều rộng gần 5.500 triệu km. Nó ở phía bên ngoài hệ mặt trời, gần sao Diêm Vương.
Ở đó có tới hàng trăm nghìn những vật thể băng. Vật thể đầu tiên đã được khám phá ra vào năm 1992. Đã từ lâu chúng ta nhìn thấy những hành tinh ở phía ngoài hệ mặt trời, sao Hải Vương và Thiên Vương. Nhưng hành tinh khổng lồ được bao phủ bởi một lớp khí, sau đó đến sao Diêm Vương nhỏ bé. Nhưng sự thực nó không thuộc về bức tranh này. Chúng ta đã phát hiện ra những vật thể như thế ở vành đai Kuiper. Vì thế, ta có thể thấy rằng sao Diêm Vương chỉ là vật thể đầu tiên trong rất nhiều vật thể băng ở Kuiper và rìa ngoài của hệ mặt trời. Việc bỏ phiếu ở cuộc họp của Tổ chức Thiên văn Quốc tế đã kết luận rằng hành tinh là một vật thể hình cầu quay xung quanh mặt trời, và trong quỹ đạo chuyển động của nó không có vật thể nào khác. Vì xung quanh sao Diêm Vương có rất nhiều vật thể trong vành đai Kuiper, định nghĩa mới đã khiến nó phát hiện về vật thể băng của Tombaugh trở nên vô nghĩa. 76 năm là tuổi đời của hành tinh thứ 9 là sao Diêm Vương. Hệ mặt trời của chúng ta giờ đây chỉ bao gồm chính thức 8 hành tinh. Những vật thể như sao Diêm Vương và Eris có một tên gọi mới, tiểu hành tinh. Các tiểu hành tinh có những đặc điểm giống với hành tinh, nhưng chúng không có quỹ đạo chuyển động riêng biệt. Theo định nghĩa mới, Sirius, một hành tinh nhỏ có kích thước lớn nhất trong hệ mặt trời, cũng là một tiểu hành tinh. Chúng ta có tên gọi mới này bởi vì có nhiều vật thể trong hệ mặt trời hơn là chúng ta nghĩ. Cũng giống như bạn vẫn chỉ nhìn thấy một tòa nhà chọc trời, rồi đột nhiên một thành phố hiện ra trước mắt bạn. Giờ thì chúng ta có một thành phố có rất nhiều vật thể trong hệ mặt trời. Cuộc bỏ phiếu ở Hiệp hội Thiên văn Quốc tế nhằm thiết lập lại định nghĩa của một hành tinh, nhưng rất nhiều nhà khoa học từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu. Rất nhiều nhà khoa học vẫn nói rằng sao Diêm Vương là một hành tinh và cố gắng không đưa ra phiếu bầu, họ muốn nó phải được công nhận. Tôi tin rằng sao Diêm Vương là một hành tinh, và tôi không nghĩ rằng câu hỏi rằng liệu sao Diêm Vương có phải là một hành tinh quan trọng đến mức đó, vì đó không phải là một vấn đề liên quan đến khoa học, chỉ liên quan đến tên gọi mà thôi. Nhưng rất kỳ lạ, nó đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong ngành khoa học nghiên cứu các hành tinh. Người ta luôn luôn đặt câu hỏi rằng liệu sao Diêm Vương có phải là một hành tinh hay không? Không hề có ranh giới rõ ràng. Bạn không thể chia ra rõ ở đây là hành tinh, còn chỗ này không phải là hành tinh. Cũng giống như việc bạn không thể phân biệt rõ ràng giữa hòn đá và viên sỏi. Đó là một câu hỏi xã hội học liên quan đến định nghĩa của một cụm từ hơn là một câu hỏi về khoa học. Mặc dù không còn được công nhận là một hành tinh, các nhà khoa học vẫn quan tâm đến nó. Mặc dù cuộc bỏ phiếu đang được tiến hành ở Praha, một con tàu vũ trụ của NASA có tên gọi là Những Chân Trời Mới đã trên đường khám phá thế giới xa xôi này. Những Chân Trời Mới sẽ là con tàu vũ trụ đầu tiên đến sao Diêm Vương. Đến sao Diêm Vương và nghiên cứu nó không còn là nhiệm vụ liên quan đến một vật thể, mà liên quan đến một nhóm các vật thể mà chúng ta cần nghiên cứu. Nhưng con tàu này cần phải đi với tốc độ tối đa, nếu không, cơ hội quý giá để nghiên cứu bầu khí quyển của sao Diêm Vương sẽ bị mất trong vòng ít nhất là 200 năm tới. Con tàu vũ trụ Những Chân Trời Mới đang hướng tới mục tiêu sao Diêm Vương. Chúng tôi đã có xác nhận tàu vũ trụ đã được phóng thành công. Nhưng các nhà khoa học đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, bởi vì khi sao Diêm Vương di chuyển xa dần khỏi mặt trời, mùa đông sẽ bắt đầu trong 62 năm tới. Và khi mùa đông tới, bầu khí quyển của tiểu hành tinh này sẽ đóng băng và rơi xuống mặt đất. Nếu bầu khí quyển không còn, chúng ta sẽ không nghiên cứu được về các chất hóa học. Chúng tôi muốn biết nhiệt độ của nó, các chất cấu tạo nên nó, cấu trúc, gió và các thứ khác nữa.
Để đến kịp lúc, tàu những chân trời mới sẽ phải vượt qua hệ mặt trời với tốc độ là 72.000 km một giờ, tức là khoảng 20 km một giây. Với tốc độ đó, một chuyến đi từ Los Angeles đến New York sẽ mất khoảng 3,5 phút. Đây là chiếc tàu không gian được phóng từ trái đất có tốc độ lớn nhất, mất khoảng 6 giờ vượt qua 1.000 km để đến được với mặt trăng. Bạn có thể so sánh nó với 2 ngày, khoảng thời gian tàu Apollo vượt qua một quãng đường tương tự. Tàu những chân trời mới sẽ vượt qua sao Mộc trong 13 tháng. Và rìa ngoài của hệ mặt trời rộng lớn đến mức mà sẽ phải mất thêm 8 năm nữa mới đến được sao Diêm Vương. Kể cả với tốc độ kỷ lục đó, phải đến tháng 7 năm 2015, những chân trời mới mới đến được sao Diêm Vương. Diêm Vương là một bí ẩn lớn và tôi cảm thấy rất thích thú khi biết rằng có một con tàu đang trên đường đến đó. Và chỉ trong vòng vài năm nữa thôi, những hình ảnh của sao Diêm Vương sẽ được chụp lại và chúng ta có thể thu thập thông tin về nó. Cách sao Diêm Vương khoảng 6 tỷ km, sao Thiên Vương là một viên ngọc màu xanh nước biển ấn tượng. Nó mang vẻ đẹp đặc biệt và khác biệt với các hành tinh khác. Đó là một quả cầu khổng lồ màu xanh nước biển, xanh biếc, ở giữa không gian và đối lập với khoảng không đen thẫm xung quanh nó. Màu xanh tinh khiết đặc biệt đó bao phủ khắp bề mặt sao Thiên Vương, tạo cảm giác không thật. Như thể nó được tạo ra bằng một hiệu ứng đặc biệt trong một bộ phim, bởi vì khó có thể có một hành tinh nào to đến thế, có một màu xanh hoàn hảo đến như vậy. Sao Thiên Vương cách trái đất khoảng 240.000 km. Nó có đường kính khoảng gần 45.000 km, gấp 4 lần đường kính trái đất. Sao Thiên Vương quay một vòng quanh mặt trời trong 84 năm trái đất, và một ngày trên đó kéo dài hơn 17 tiếng. Nếu bạn nặng hải vương, có lịch sử hình thành giống nhau. Khi đĩa bụi tinh vân gồm bụi và chất thải của mặt trời hình thành, sao Mộc và sao Thổ được tập hợp, được nhiều vật chất nhất, và chúng trở thành hai hành tinh khí lớn nhất. Khi quỹ đạo chuyển động của chúng hình thành, chúng làm thay đổi trật tự của các hành tinh. Các tương tác động lực học đẩy sao Thiên Vương và Hải Vương ra xa về phía rìa của hệ mặt trời theo tốc độ tăng dần như khá bình yên. Với Thiên Vương, trên con tàu, ngoài một số thiết bị khoa học, còn có tro cốt của người đã tìm ra sao Diêm Vương, Clyde Tombaugh. Ông đã mất vào năm 1997, ở tuổi 90. Tôi không tham gia vào việc phóng con tàu những chân trời mới, nhưng từ góc độ của tôi có thể nói rằng tôi rất thích thú với việc đó. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về đặc điểm bề mặt của sao Diêm Vương. Chính vì lý do đó, những bức ảnh chụp cận cảnh quan trọng đến như vậy. Khi con tàu vũ trụ tiến gần và kính viễn vọng hướng tới vùng đất xa xôi bên ngoài chúng ta càng đến gần hơn với khái niệm về một vũ trụ rộng lớn. Khoa học kỹ thuật và trí tưởng tượng của chúng ta sẽ giúp chụp được những hình ảnh ngoài trái đất này. Khi chúng ta nhìn được toàn bộ khung cảnh và châm trồ, chúng ta có thể tìm hiểu tất cả những thế giới bí ẩn, ẩn chứa trong đó. Khám phá vũ trụ, những hành tinh xa xôi. Hãy gặp người đàn ông đã hạ bệ sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương đã được biết đến trong một thời gian dài. Nhà thiên văn học của Học viện Caltech Mike Brown đã tái tạo lại sự chuyển động của các hành tinh và thay đổi thứ tự mà chúng ta đã thiết lập từ lâu đối với hệ mặt trời, giảm từ 9 xuống 8 hành tinh. Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy hối tiếc về điều đó. Không thể có chuyện sao Diêm Vương tồn tại được, nó đứng một mình như một quả cầu băng, nếu thế nó sẽ rơi xuống, và chắc chắn là như thế. Trong các hành tinh trong hệ mặt trời, sao Diêm Vương từ lâu ở rìa ngoài của hệ mặt trời, những hành tinh đóng băng khổng lồ, sao Thiên Vương và Hải Vương là những thế giới khắc nghiệt, được bao phủ bằng một lớp khói. Những hành tinh ở phía ngoài này vẫn hỗn loạn và chứa nhiều điều bí ẩn. Sao Hải Vương là nơi gió thổi mạnh nhất trong hệ mặt trời. Chấm đen to trên bề mặt của nó xuất hiện và biến mất, không báo trước.
Những vệ tinh của sao Thiên Vương quay một vòng quanh nó trong thời gian ít hơn một ngày, và sự va chạm là tất yếu. Hành tinh ở rìa ngoài gây nhiều tranh cãi nhất đã không còn được công nhận là hành tinh nữa. Tại sao sao Diêm Vương lại bị hạ bệ? Người đàn ông làm điều đó sẽ giải thích với chúng ta khi chúng ta cùng nhau khám phá những hành tinh xa xôi. Ô đã được cho là hơi khác biệt so với những hành tinh khác. Kích thước nhỏ hơn rất nhiều các hành tinh khác, nhưng có vệ tinh lớn nhất trong tương quan với kích thước của nó. Ngoài ra, nó còn có quỹ đạo chuyển động nghiêng và lệch tâm. Quỹ đạo của nó có hình dạng giống như quả trứng, khiến nó có thể đến rất gần mặt trời và có thể chuyển động rất xa khỏi mặt trời. Chiếc la bàn vũ trụ này đã chỉ đường cho việc tìm kiếm các hành tinh.